Tai nạn lao động một công nhân đang làm việc trên cao bị tụt chân rơi trúng vào xe nâng hàng bên dưới. Có lẽ công nhân này bị thương rất nặng. Nếu bạn thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ để mọi người cùng cẩn thận. Làm việc không tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động, thích đùa giỡn khi đang làm việc, hậu quả sẽ khó lường ngờ. Bạn thấy rồi đó, công nhân này vừa làm việc có thái độ không nghiêm túc dẫn đến trượt chân ngã và bị kiện hàng rơi trúng. Nếu bạn thấy ý nghĩa, hãy like và đăng ký để xem video tiếp. Hai công nhân làm việc không nghiêm túc, không tuân thủ nội quy an toàn lao động khi làm ở trên cao, tự ý tháo đai an toàn mặc dù người giám sát đã cảnh báo có thể bị tai nạn nếu tháo dây nhưng họ không nghe lời ấy. Hậu quả là một người bị tai nạn do người kia gây ra ấy. Dù bạn làm bất cứ việc gì phải luôn tuân thủ nội quy lao động. Một công nhân đang làm việc ở máy tiện xin xin. Trong lúc thao tác, anh ấy đã để cánh tay áo của mình vướng vào mũi khoan đang quay ế và anh ta bị quấn luôn vào máy gây thương tích. Hãy chia sẻ với bạn bè điều này để họ cẩn thận khi làm việc.